Đỡ con Pikachu trước nhé. Pikachu vào và Ditto vào. Ditto đâu rồi? Đây rồi. Ờ, chừng nào rút đồ chứ. Ok, nên sẽ đà pháo. Ở cái chỗ này thì trứng ra rất là nhanh. Mình chỉ cần đi hết cái đoạn đường này xong mình quay đầu lại là có trứng rồi. Đây, chỗ này quay lại là được. Tôi nghĩ là tôi có mấy con mèo ở trong bag của tôi, có khi là có mèo đực. Đây, trứng đi rồi. Yes. Tôi thích đi ở đây hơn bởi vì tôi nhìn thấy cái nơi mà tôi cần đến. Ở trên cầu đi ngang ngang nó từ từ. Trứng thôi đâu, à đây rồi. Cái đoạn đường này trông thì mình nhìn ở đây, mình nhìn open world thì mình thấy nó dài thôi, nhưng thật ra là nó ngắn. À nhầm, mình nhìn ở đây thì mình nhìn thấy được cái chỗ mình đi, thật ra nó dài lắm. Trứng ra nó phải mấy trăm bước ấy. Rồi, trứng nở luôn này. Thấy không? Trông thế thôi, dài lắm. À, nó lại là con Pichu như thế này, lại tiến hóa nó lên. À, bây giờ bọn này tiến hóa Happiness là chúng lên level là chúng có tiến hóa được mà. Vẫn là con đực. Con đực này thì nên biến đi. Shiny hả? Ờ, hay nhở. Một trứng là Shiny nhá. Anh em, một trứng là Shiny. Không có gì gọi là may mắn hơn ở trong cái này nữa rồi. Tôi có thể trò kè cả ngày nhưng mà ra Shiny qua một trứng là một cái điều gì đấy mà tất cả các streamer đều không thể làm được. Tôi không nhận ra con đấy là Shiny cơ anh em ạ. Nhìn màu của nó hẳn nó khác nhau lắm cơ. Nhìn màu của nó không khác gì con Pichu bình thường.